Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Dương Vlog, kênh YouTube chính thức của Trung tâm Đào tạo Thú y và Thủy sản trực tuyến chất lượng cao của bác sĩ Dương. Hôm nay thì tôi sẽ đi phân tích cho các bạn về cái cách mà chúng ta sử dụng kháng sinh oxy tetracycline mà nó hiệu quả ở trong chăn nuôi thú y cũng như là trong thủy sản nhé các bạn. Thì mà các bạn cùng tôi bắt đầu bài học nhé. Đầu tiên chúng ta phải đi đến cái phần về cái nhận biết chung các bạn. Thì cái oxy tetracycline này nó là một cái dẫn xuất của tetracycline mà được dùng trong chăn nuôi để mà phòng hay là trị các cái dạng bệnh lý rồi gia súc, gia cầm cũng như là trên thủy sản các bạn, ví dụ như là cá hay là tôm á, thì thuốc nó có tác dụng là diệt khuẩn phổ rộng, cho nên là nó được sử dụng để điều trị một số các cái dạng nhiễm vi khuẩn gây ra trên cái đường hô hấp hay là tiêu hóa, tiết niệu hoặc là sinh dục hay là các cái phần ký sinh đường máu các bạn. Thì thuốc được sản xuất và trình bày ở cái dạng bột này, hoặc là dạng tiêm, hay là cái dạng mỡ bôi, hoặc là cái dạng mà tra vào mắt của cái con gia súc, hoặc là cái dạng viên nén chẳng hạn. Thì chúng ta cùng đi nhận biết đến những cái tính chất của oxy tetracycline nhé các bạn. Nếu như mà nó ở cái dạng dịch tiêm các bạn, thì thường là nó trong suốt và cái màu vàng nhạt, nó không có chịu được cái nhiệt và ánh sáng mặt trời nha các bạn. Nếu như mà nó, các bạn chú ý là khi bạn mua, nếu như các bạn sử dụng nó quá hạn, hoặc là nó hở, hay là nó bị nứt chai, hoặc là cái lọ đựng á, thì cái dung dịch ở bên trong của nó đó bạn, nó sẽ chuyển từ cái màu vàng sang cái màu nâu đậm. Thì cái này thì các bạn không có sử dụng được, các bạn lưu ý giúp tôi nhé. Và cái oxy tetracycline ở dạng viên á bạn, thì thông thường trên thị trường hiện nay á, thì nó nằm vào cỡ khoảng 250 mg. Và cái viên nó cũng có cái màu vàng nhạt nha các bạn, và cái mùi nó nồng. Thì nếu như có điều kiện á, các bạn nếm thử á, thì cái vị của nó sẽ rất là đắng nha các bạn. Và oxy tetracycline mà nó là cái chất kết tinh dạng bột màu vàng nhạt, nó mịn, tơi và cái mùi nó nồng. Cái vị nó đắng và nó ít tan trong nước, nhưng mà nó dễ bị phân hủy ở cái nhiệt độ cao và ánh sáng mặt trời nha các bạn. Thì thuốc được đóng trong cái lọ ở dạng bột mịn đó các bạn, thì thường nó đóng trong lọ và nó tơi màu vàng nhạt và nó không có vón cục nha các bạn, cũng như là nó không có kết dính với nhau. Thì trong cái trường hợp mà nó bị hở hoặc là rạn nứt lọ, hoặc là quá hạn sử dụng á, thì các bạn khi các bạn khui ra, các bạn sẽ thấy là nó bị vón cục và nó sẽ ngã sang cái màu nâu đậm. Thì các cái dạng này các bạn đặc biệt lưu ý là chúng ta không có sử dụng nó nha các bạn. Và về cái nhận biết tác dụng của thuốc đó các bạn, thì như tôi nói trên á, oxy tetracycline nó là cái kháng sinh có tác dụng diệt khuẩn rộng, nó ức chế sự sinh trưởng của nhiều loại vi khuẩn gây bệnh ở đường tiêu hóa nè các bạn, hô hấp nè, tiết niệu, sinh dục. Đặc biệt là thuốc nó đặc trị các cái dạng hen suyễn ở heo, vịt hay là gà, và các cái dạng bệnh lý sảy thai truyền nhiễm nè, bệnh nghệ nè, hay là viêm tử cung nè, buồng trứng nè, hoặc là tụ huyết trùng, hay là bệnh sưng phù đầu ở heo con, hoặc là cái bệnh thối ấu trùng của con ong các bạn, hoặc là các cái dạng bệnh ký sinh trùng máu, hoặc là một số các cái dạng vireo ở trên tôm, hay là cái aeromonas ở trên cá nữa nhé các bạn. Và các bạn chú ý là cái thuốc này nó an toàn đối với những cái con vật, kể cả khi các bạn dùng trong cái trường hợp mà quá liều. Tuy nhiên các bạn lưu ý giúp tôi là thuốc nó sẽ gây độc đối với xương của con gia súc, nhất là những con gia súc non các bạn, cho nên là các bạn không nên dùng thuốc này một cách lâu dài. Và chúng ta điều trị bệnh cho gia súc non cũng như là trên các con gia súc cái mà mang thai á, các bạn lưu ý nhé, chúng ta chỉ sử dụng trong cái khoảng giới hạn thôi, chúng ta không có dùng lâu dài nhé. Cho nên là trong cái quá trình mà các bạn sử dụng thuốc á, thì các bạn chú ý giúp tôi thêm là về cái phần tác dụng phụ của nó này nhé các bạn. Thì cái ứng dụng của cái oxy tetracycline này các bạn, nó sẽ điều trị các cái bệnh lý cho những con vật trên cạn, ví dụ như là điều trị tiêu chảy nè, viêm ruột, viêm dạ dày, thương hàn, sưng phù mặt ở heo con các bạn, viêm phổi, viêm đường hô hấp, viêm tử cung, viêm niệu đạo sinh dục, viêm da, hoặc là các cái dạng bệnh tụ huyết trùng nè các bạn, viêm hóa mủ nè các bạn, hay là cái viêm kết mạc cũng được nha các bạn. Và cái ký sinh trùng máu ở đại gia súc thì nó cái oxy tetracycline này cũng điều trị được nha các bạn. Và đặc biệt á, là nó sẽ hiệu quả đối với cái dạng hen suyễn ở trên heo, và cái viêm thanh khí quản truyền nhiễm ở gia cầm, cũng như là các cái dạng CRD hoặc là cái viêm teo mũi truyền nhiễm ở heo các bạn. Còn đối với thủy sản các bạn, thì nó sẽ trị được các cái dạng bệnh như là đốm đỏ nè các bạn, xuất huyết trên thận nè,
hậu môn sưng đỏ ở cá tra hoặc là cá ba sa do các cái dạng vi khuẩn ví dụ như là Aeromonas như tôi nói các bạn, hoặc là cái Pseudomonas gây ra. Và nó trị các cái dạng bệnh mà do vi khuẩn Vibrio gây bệnh ở trên tôm nhé các bạn. Tức là nó sẽ điều trị cái hướng là cá bị gan nè, thận mũ nè, xuất huyết nè, đỏ vòm miệng hay là tuột vẩy hoặc là sưng chướng bụng hay là nhiễm trùng đường tiêu hóa hoặc là viêm ruột, thì nó đều trị được các cái dạng này nhé các bạn. Và các bạn lưu ý là đối với cái vấn đề về phòng á bạn, thì thường chúng ta hay dùng cái oxytetracycline này để chúng ta phòng các cái dạng bệnh như là CRD hay là tụ huyết trùng trên gia cầm, cũng như là phòng các cái dạng nhiễm trùng vết thương hay là cái vết mổ trên con đại gia súc các bạn. Thì về cái cách sử dụng á, các bạn chú ý là trâu bò ngựa bạn thì thường các bạn tiêm bắp cổ hay là tiêm mông, heo á thì các bạn có thể tiêm bắp cổ hoặc là mông hoặc là đùi, và gia cầm á các bạn có thể tiêm bắp ở cái lườn á bạn, hoặc là cái góc cánh hay là cái đùi á. Thì thường cái này cái liều lượng đã ghi rất là rõ ở các cái nhà sản xuất các bạn, người ta đã ghi rất là rõ rồi, cho nên là các bạn cứ xem theo cái liều ở trong cái phần bao bì hướng dẫn á thì các bạn sử dụng nhé. Nhưng mà thông thường nó sẽ nằm vào khoảng từ 5 mg trên kg thể trọng, nên các bạn chú ý vấn đề này nhé. Và đối với cái con thủy sản các bạn thì các bạn có thể trộn vào thức ăn cho nó với cái liều là cỡ khoảng 1 kg mà chúng ta dùng cho 7 đến 10 tấn cá, đối với con cá giống nhé các bạn. Còn đối với cá thịt á thì các bạn có thể dùng 1 kg cho khoảng 10 đến 12 tấn cá, và các bạn có thể cho dùng liên tục 5 đến 7 ngày. Cái này thì chỉ các bạn tham khảo thôi nhé. Ở trong cái phần các công ty các bạn, khi mà người ta hướng dẫn hoặc là người ta để cho các bạn sử dụng thuốc á, thì trong bao bì nó luôn luôn có cái quy đổi ra là chúng ta sử dụng bao nhiêu để cho bao nhiêu tấn cá hoặc là bao nhiêu tấn tôm mà nó hợp lý, hoặc là chúng ta tiêm trên con vật thì tiêm đường bắp hay là tiêm đường tĩnh mạch, đúng không? Thì các bạn cứ coi theo cái đó mà các bạn làm cho chính xác nhé các bạn. Thì hiện tại trung tâm đào tạo thú y và thủy sản trực tuyến chất lượng cao của bác sĩ Dương đã có các khóa đào tạo về siêu âm, X-quang, xương khớp, thuốc và phối hợp thuốc, chuyên khoa mắt, chuyên khoa da liễu, xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị các dạng bệnh lý trên chó, mèo, heo, gà, vịt, trâu bò, dê cừu, cũng như là các cái vấn đề về chẩn đoán và điều trị và phòng bệnh ở trên cá, tôm, lương, cua hay là thủy sản nói chung các bạn. Thì các bạn nào có mong muốn học tập cũng như là muốn tìm hiểu thêm về thông tin khoa học thì các bạn có thể liên hệ với bác sĩ Dương theo số điện thoại 0903 153 057. Các bạn có thể liên hệ qua Zalo hoặc là gọi nhé các bạn. Thì các công ty cũng như là các trang trại mà muốn quảng cáo hình ảnh về thuốc, con giống, thiết bị dụng cụ chăn nuôi á, thì các bạn cũng có thể liên hệ với bác sĩ Dương nhé. Thì chúng ta cùng quay trở lại bài học các bạn. Thì đó là tôi vừa nói các bạn về cái dạng tiêm bắp cũng như là cái dạng cho ăn ở con cá đó các bạn. Thì đối với động vật ở trên cạn các bạn, thì các bạn có thể cho ăn hoặc là uống, là các bạn trộn vào thức ăn hoặc là nước uống để cho gia cầm ăn, hay là nó uống tự do để phòng bệnh nhé các bạn. Và cái liều lượng thì thường cũng là theo sự hướng dẫn của nhà sản xuất luôn nhé các bạn. Và một cái công hiệu nữa của nó là nó có thể bôi được nhé các bạn. Nó bôi lên các cái vết loét hay là cái vết thương hoặc là cái kết mạc mắt á các bạn. Thì các bạn dùng cái thuốc mà dạng mỡ của oxytetracycline các bạn, thường á thì cái phần trăm của nó là cỡ khoảng 1% các bạn. Các bạn xem ngoài thị trường nhé, nó có cái dạng thuốc mỡ oxytetracycline 1%. Các bạn có thể dùng những cái dạng thuốc mỡ này, các bạn bôi lên các cái vết loét ở trên da hay là niêm mạc hoặc là vết thương hay là cái kết mạc của mắt á, để chúng ta điều trị các cái dạng bệnh lý cho con gia súc hoặc là gia cầm nhé các bạn. Thì để nắm các cái dạng bệnh lý thì như tôi nói, các bạn có thể đăng ký các khóa về chẩn đoán và điều trị bệnh trên gia súc hoặc gia cầm hoặc là trên thủy sản của chúng tôi. Thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết về các phần này, cũng như là chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về các cái phần mà thuốc sử dụng như thế nào, như là nếu các bạn đi chuyên sâu hơn cái về thuốc á, thì chúng ta sẽ học về cái cách mà tương tác phối hợp thuốc, cũng như là cái liều lượng sử dụng và cái chỉ định, cũng như là cái tác dụng phụ ở trong cái thuốc như thế nào, để cho các bạn có cái kiến thức vững nhất trong cái quá trình mà các bạn chăn nuôi cũng như là trong quá trình mà các bạn công tác thú y và thủy sản sau này nhé các bạn. Thì về cái vấn đề mà bảo quản cái oxytetracycline này á các bạn, thì các bạn cần phải xác định cái điều kiện bảo quản thuốc là các bạn cũng bảo quản ở cái nơi khô ráo nè, giống như cái Enro thôi các bạn, và thoáng mát nè, tránh ánh nắng mặt trời nè, bởi vì như tôi nói phân tích ở phần trên á, nếu như có những cái dạng ánh nắng vào á, thì nó sẽ gây ra cái tình trạng vón cục chẳng hạn. Và các bạn chú ý là chúng ta phải để tránh cái nguồn nhiệt nhé các bạn, hoặc là những cái nơi ẩm thấp và cái hóa chất độc hại. Thì thường khi các bạn bảo quản thuốc á, các bạn phải có một cái khu riêng biệt để chúng ta bảo quản thuốc, và chúng ta tránh những cái trường hợp như là tôi nói ở trên. Và các bạn phải thực hiện việc bảo quản thuốc là chúng ta phải kiểm tra cái lọ đựng thuốc.
chúng ta có thể kiểm tra hàng ngày hoặc là kiểm tra trước lúc mà các bạn sử dụng cho cái đàn gia súc gia cầm hoặc là cái đàn cá hoặc đàn tôm chúng ta chẳng hạn, các bạn chú ý chúng ta phải kiểm tra nhé, để chúng ta phát hiện kịp thời là nó có bị vỡ hoặc là nó có bị hở mà ảnh hưởng đến thuốc hay không. Và dĩ nhiên là chúng ta phải kiểm tra thêm các cái nhãn mác cũng như là cái hạn sử dụng đó các bạn, và cái tính chất cũng như là cái màu sắc của thuốc như là tôi có hướng dẫn cho bạn phần trên đó, để chúng ta xác định được cái tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi mà chúng ta sử dụng hoặc là trước khi các bạn đưa vào bảo quản nhé các bạn. Và cái thao tác lúc mà các bạn thực hiện á, nó phải nhẹ nhàng, chúng ta xếp thuốc vào các cái tủ tránh cho nó va đập vào nhau nó đổ bể các bạn. Và các bạn phải kiểm tra thường xuyên để chúng ta phát hiện các cái trường hợp mà bị nứt hay là bị biến đổi cái màu sắc hoặc là hết hạn sử dụng chúng ta bỏ đi. Các bạn lưu ý cái vấn đề này nhé, để tránh cái hiện tượng mà chúng ta sử dụng những cái dạng thuốc mà bị hư rồi chúng ta sử dụng cho cái đàn gia súc gia cầm hoặc là đàn cá đàn tôm chúng ta thì nhiều rất là nguy hiểm nhé các bạn. Thì đây là cái bài học hôm nay mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Dương Vlog để chúng ta nhận thêm các bài học khác một cách nhanh nhất. Cũng như là các bạn hãy chia sẻ bài học này đến với mọi người để mọi người được gia tăng thêm kiến thức. Và các bạn hãy bình luận ở bên dưới để giúp cho Dương Vlog ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại thì Trung tâm Đào tạo Thú y và Thủy sản trực tuyến chất lượng cao của bác sĩ Dương đã có các cái khóa đào tạo về siêu âm, X-quang, xương khớp, thuốc và phối hợp thuốc, chuyên khoa mắt, chuyên khoa da liễu, xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị các cái dạng bệnh lý trên chó, mèo, heo, gà, vịt, trâu, bò, dê, cừu, v.v. Và các cái quy trình chăn nuôi cũng như là phòng trị bệnh trên cá, tôm, lươn, cua, v.v. Các bạn nào có mong muốn học tập cũng như là muốn tìm hiểu thêm về thông tin khoa học thì các bạn hãy liên hệ với bác sĩ Dương theo chương trình theo số điện thoại là 0903153057 của Zalo hoặc là gọi nhé các bạn. Thì chương trình đào tạo các bạn là chương trình chất lượng cao, một thầy và một cô sẽ kèm một học viên, cho nên là chắc chắn sẽ giúp cho các bạn vững tay nghề và tự tin trong quá trình mà các bạn công tác sau này. Thì các công ty cũng như là các trang trại muốn quảng cáo hình ảnh về thuốc, con giống, thiết bị dụng cụ chăn nuôi á, thì các bạn cũng có thể liên hệ với bác sĩ Dương nha. Thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học này và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau. Xin chào.